Xin kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong bản tin sáng nay ngày 27 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Thực hiện tháng cao điểm chiến dịch tình nguyện hè 2016, nhiều hoạt động thiết thực của đoàn viên thanh niên đã diễn ra tại một số địa phương trong tỉnh. Đồng bằng sông Cửu Long với các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Phóng sự có trong phần tin trong nước. Phần tin quốc tế, tân thủ tướng Anh Theresa May hướng đến một ngân sách cân đối hơn. Và sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị nội dung chi tiết của bản tin. Kính thưa quý vị, huyện ủy Bến Lức tổ chức hội nghị học tập quán triệt nghị quyết đại hội 12 của đảng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến các xã thị trấn. Các đại biểu được quán triệt các nội dung gồm báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay. Nội dung văn kiện Đại hội 12 được xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, năm 1986 đến năm 2016, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 11 2011-2015. Văn kiện lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội 12 của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách, nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Huyện đoàn Đức Hòa tổ chức ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2016 tại xã Hiệp Hòa. Chiến dịch có sự tham gia của 150 đoàn viên thanh niên các xã Dùng Thượng, Lộc Giang, An Ninh Đông, An Ninh Tây, Tân Mỹ, Hiệp Hòa, thị trấn Hiệp Hòa và học sinh trường Trung học phổ thông An Ninh. Trong đợt ra quân này, đoàn viên thanh niên tiến hành làm vệ sinh tuyến kênh Tây thuộc địa phận xã Hiệp Hòa dài 600m. Tuyến kênh nằm ở vị trí tiếp giáp giữa xã Hiệp Hòa và An Ninh Đông, thường xuyên xảy ra tình trạng rác dứt bừa bãi, cộng với lục bình liên tục phát triển làm cản trở lòng kênh, mất giải mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Được biết, trong dịp hè năm 2016, các cấp đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, trong đó hoạt động tập trung cấp huyện, bao gồm phát động chiến dịch học sinh sinh viên tình nguyện, thắp nến tri ân, tổ chức đêm hội trăng rằm, lớp học kỹ năng sống, học làm người hiếu thảo. Với khẩu hiệu chiến sĩ qua phường đỏ chung tay vì cuộc sống cộng đồng, gần 100 đoàn viên thanh niên và giáo viên tổng phụ trách các trường trên địa bàn đã tham gia chiến dịch qua phường đỏ tại xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ. Tại đây, lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát quang bụi rậm, tàng cây che khuất các tuyến đường giao thông liên xóm ấp dài 1.000m, thăm hỏi và tặng quà 10 phần quà, mỗi phần 300.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách và trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng và 10 quyển tập. Ngoài ra, đoàn còn vận động mạnh thường quân trao tặng thêm 100 kg gạo cho các hộ gia đình chính sách. Tổng kinh phí thực hiện các công trình phần triệt trong chiến dịch qua phường đỏ lần thứ hai tại xã Mỹ Quý Đông là 21 triệu đồng do các mạnh thường quân và lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện đóng góp thực hiện. Hưởng ứng chiến dịch mùa hè xanh năm 2016 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, các đoàn viên thanh niên đã đến xã Đức Tân, huyện Tân Trụ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như chọn vệ sinh khu vực Ủy ban nhân dân xã và trường tiểu học Võ Văn Mùi, làm cỏ và chăm sóc cây xanh tuyến đường Quỳnh Văn Đảnh, tổ chức sân chơi với các trò chơi dân gian cho gần 300 em thiếu nhi trên địa bàn, phụ xây nhà tình thương, trải đá xanh tuyến đường ấp Bình Lợi với kinh phí trên 10 triệu đồng do các đoàn viên đóng góp. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Tân, một xã khó khăn của huyện Tân Trụ. Đồng thời, hoạt động này cũng góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người thanh niên Việt Nam luôn sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bắt đầu từ xã Phước Lợi, đến nay thì mô hình camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện Bến Lức đã được thực hiện tại nhiều địa phương như là Mỹ Yên, Thanh Phú hay là Long Hiệp. Theo thống kê của Công an huyện thì hiện nay Bến Lức đã có 51 điểm lắp đặt với 114 camera, tổng kinh phí là trên 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Các điểm lắp đặt camera tập trung vào những tuyến đường chính, tuyến đường phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông và những điểm khu dân cư đông đúc. Tất cả các camera được kết nối truyền hình ảnh về trụ sở công an địa phương.
Tại đây luôn có lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống xảy ra. Trên các tuyến đường, ngành công an còn cho lắp đặt các biển cảnh báo, tuyến đường lắp đặt camera đã góp phần phòng ngừa và hạn chế hoạt động của các đối tượng tội phạm. Đi vào hoạt động thời gian qua, hệ thống camera giám sát an ninh trật tự đã góp phần kiềm chế tội phạm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, các nơi trang bị camera được đảm bảo, tạo sự an tâm cho người dân khi đi lại vào những lúc đêm khuya, nhất là lực lượng công nhân tăng ca về khuya. Đồng thời, thông qua hệ thống camera này đã giúp cho lực lượng công an truy tìm được các đối tượng phạm tội bỏ trốn, xử lý theo đúng pháp luật. Công an thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa cũng đã tổ chức lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự. Theo đó, trên địa bàn thị trấn Thủ Thừa đã có 6 mắt camera được lắp đặt trên các tuyến đường Phan Văn Tình, Trương Trắc, Trương Nhị, Thủ Khoa Thừa và Hương Lộ 6, tập trung ở khu phố Thủ Khoa Thừa 1, Thủ Khoa Thừa 2, ấp Cầu Xây và ấp 3 Nhà Thương. Tổng kinh phí thực hiện là trên 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Tôi là người dân ở đây buôn bán thì tôi cũng thấy việc làm này cũng tốt cho nhân dân để phòng chống trộm cắp, đem lại bình yên cho dân. Thị trấn Thủ Thừa là đơn vị được huyện Thủ Thừa chọn làm điểm thực hiện mô hình camera giám sát an ninh trật tự đầu tiên của huyện. Thời gian tới, thị trấn Thủ Thừa sẽ tiếp tục lắp đặt camera trên tuyến đường trọng điểm, đảm bảo có 17 điểm với 36 mắt camera theo kế hoạch. Tiếp tục bản tin sáng nay sẽ là những thông tin trong nước đáng quan tâm. Kính thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động về cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn thành phố năm 2016 và thúc đẩy triển khai chương trình trong thời gian tới. Theo đó, thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai 5 nhóm giải pháp để cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt này tiếp tục đi vào chiều sâu nhằm phát huy kết quả tích cực và khắc phục các hạn chế tồn tại sau 5 năm triển khai chương trình này. Thành phố cũng sẽ đổi mới phương pháp và triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp thiết thực trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động này, phù hợp với tình hình định hướng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của thành phố, thông qua các chương trình đề án đã được phê duyệt. Kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động này của thành phố, phát huy vai trò nòng cốt để triển khai các biện pháp đồng bộ và hiệu quả. Các sở, ban ngành và đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc quán triệt mục tiêu, yêu cầu của cuộc vận động, kịp thời báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện để thành phố xem xét. Kính thưa quý vị, để tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách, thì tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch, nhất là hoạt động lữ hành và hướng dẫn, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này. Trong 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến Phú Yên tăng 18,2%, trong đó khách quốc tế tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tốt cho ngành du lịch tỉnh Phú Yên. Để đảm bảo cho du lịch phát triển bền vững, tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp lao động nước ngoài hành nghề trái phép, cấm nhập cảnh các trường hợp lợi dụng du lịch vào Việt Nam hoạt động bất hợp pháp. Yêu cầu Hiệp hội Du lịch của tỉnh cảnh báo các đơn vị không tiếp tay cho các cá nhân, công ty nước ngoài lợi dụng để trục lợi và hoạt động trái phép, chủ động cung cấp thông tin liên quan đến hướng dẫn viên nước ngoài hoạt động chui có những hành vi xuyên tạc lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam cho các cơ quan quản lý nhà nước như ở một số địa phương để kịp thời xử lý. Kính thưa quý vị, hạn hán xâm nhập mặn đã gây tổn thất lớn cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Nếu không có giải pháp ứng phó ngay từ bây giờ, thì trong vòng 3 năm tới, nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ kiệt quệ và đến năm 2030, có tới 45% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có thể nhiễm mặn. Chính vì vậy, đẩy mạnh chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với các điều kiện ngọt mặn là giải pháp cấp bách và lâu dài đang được nhiều địa phương trong vùng triển khai. Đợt hạn mặn vừa qua được xem là khốc liệt nhất trong vòng 100 năm qua của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hạn mặn xảy ra ở hầu khắp 13 tỉnh của vùng, gây nhiều thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên nước, môi trường sinh thái và sinh kế, dân sinh. Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, mặn xâm nhập sâu vào đất liền tới gần 80 km, tỷ lệ độ mặn ở nơi cao nhất lên tới 23%, không thể sản xuất nông nghiệp. Sau tháng đầu năm 2016, sản lượng lương thực cả nước giảm 1,3 triệu tấn, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm 1 triệu tấn. Ngành nông nghiệp cả vùng tăng trưởng âm 2,2%, thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng. Chưa kể thiệt hại gián tiếp tới công nghiệp, ngành nghề khác và đời sống sinh hoạt của người dân. Những
Năm trước thì vụ đông xuân này thì thu nhập lúa rất là cao, 1 hectare có thể cho 90 tấn. Nhưng năm nay vụ này thì nông dân người ta bỏ trắng hết, khoảng 90-95% là người dân ta bỏ. Nó nhiễm mặn quá, còn bình thường thì cũng như là mùa mà không nhiễm mặn thì đủ xài, thì không thẳng từ từ muốn bơm nào cũng có hết. Còn giờ nhiễm mặn là sáng ngủ dậy phải bơm lần, rồi trưa bơm lần, chiều bơm lần, là 3 lần vậy mới đủ xài. Trước ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn, các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó có việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thí điểm mô hình sinh kế hiệu quả cho người dân. Nhiều mô hình nuôi tôm kết hợp rừng sinh thái, mô hình lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Trong đó, mô hình lúa tôm được đánh giá là mô hình chuyển đổi có hiệu quả kinh tế cao và bền vững, có khả năng ứng phó với điều kiện biến đổi khí hậu ở các tỉnh ven biển. Chúng tôi nghĩ là cái mô hình lúa tôm là nó theo từng khu vực. Thí dụ như cái vùng mà mặn ngọt thời kỳ thì tốt nhất là chúng ta khai thác cái mô lúa tôm. Còn những cái vùng nào nó họ ngọt và cái mặn thì có lúc có lúc không thì tôi nghĩ lúa tôm thì nó cũng không phù hợp lắm. Cho nên ở đây cũng là một cái mô hình cho mình thích ứng khi mà cái điều kiện biến đổi khí hậu cũng như là xâm nhập mặn thì... vừa qua thì chúng ta thấy có những vùng cái độ mặn nó rất cao là chúng ta không thể nuôi tôm được thì phải chuyển qua một cái mô hình khác. Canh tác hỗn hợp luân canh giữa lúa và tôm vì nó có cái lợi thế, tức là có khả năng thích nghi được cả với điều kiện mặn nếu như là chúng ta nuôi tôm, và chúng ta có kỹ thuật rửa mặn thì chúng ta vẫn đưa cây lúa có khả năng chịu mặn xuống vùng này. Tuy nhiên, vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế, như hiện vẫn chưa có công trình nào mang tính liên kết vùng. Chưa kể, mỗi địa phương có cách làm riêng. Nơi cần ngọt, nơi lại cần mặn, nên rất khó trong quá trình kiểm soát mặn, trữ ngọt, phục vụ sản xuất hiệu quả. Theo tiến sĩ Nguyễn Trọng Nguyên, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong trường hợp nguồn nước bổ sung cho các vùng thiếu nước ngọt không có, thì phải có giải pháp phi công trình. Giải pháp đầu tiên là giải pháp dễ nhất, là ta điều chỉnh thời gian xuống giống cũng như thời gian xuống hoạch. Có thể chúng ta có thể bỏ vụ để tăng cái hiệu quả bồi dưỡng đất đai. Rồi khi có điều kiện thuận lợi thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục canh tác 2 hoặc 3 vụ. Cái giải pháp nữa là chúng ta phải có chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất, cái loại đất đó, để làm sao nó vừa thích ứng được với cái điều kiện biến đổi khí hậu nhưng nó vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Cùng với các giải pháp công trình ngăn mặn, rửa mặn, trữ ngọt thì việc chuyển đổi mùa vụ, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, lai tạo giống lúa chịu mặn, chịu hạn hay mô hình nước tưới tiết kiệm trên các loại cây ăn trái, mô hình kết hợp lúa tôm chính là những giải pháp lâu dài để đồng bằng sông Cửu Long sống chung với hạn mặn, biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra gay gắt và không thể tránh khỏi.